Trong tình hình mưa lũ hiện nay, có nhiều phương tiện nổi, thuyền, lồng bè cá của người dân bị đứt dây neo, trôi dạt xuống các vùng hạ lưu, gây nguy hiểm cho các công trình, cầu vượt sông. Do đó, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đã đưa ra các khuyến cáo để bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực, tuyến giao thông trọng yếu, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, ngập sâu, sạt lở, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn, hướng dẫn, phân luồng giao thông, kiểm soát việc di chuyển của người dân trên các tuyến đường giao thông, nhất là tại các ngầm, tràn, các đoạn đường xung yếu có nguy cơ sạt lở cao. Cục Cảnh sát Giao thông cũng khuyến cáo, hiện lượng mưa tuy không lớn nhưng vẫn tiếp tục kéo dài, nước lũ trên các sông suối trên địa bàn nhiều tỉnh vẫn đang dâng rất cao. Để bảo đảm an toàn, người dân chỉ tham gia giao thông nếu thực sự cần thiết và phải tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và các quy định của pháp luật. Cũng trong ngày 11 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông đã tổ chức lễ phát động tới toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn cục, quyên góp ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra và tri ân hỗ trợ cán bộ chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh với tinh thần khẩn trương, ý nghĩa sâu sắc và hiệu quả thiết thực.